con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Với tiếng hát tôi rất niềm tin, với ánh mắt đọc lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhân, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, cuộc đời ta đã thỏa hạnh phúc, nguồn bình an tràn chứa đời ta. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Trần hoa cất tiếng trong tông chiều thần đau khung ca mừng. Biển khơi sông núi thì hoàn tương bừng. Hãy hát lên này, hiền minh, Chúa thương ban nơi hiền minh. Nguyện Ngài diệu đưa chưa biển trần gian. Xin thánh an ninh, nguyện Ngài chờ che. Xin thánh an ninh, ngày trên đường về. Kính chào tất cả cộng đoàn. Trước hết, con xin được thay mặt để giới thiệu với tất cả cộng đoàn hiện diện trên công thánh này có quý cha. Trước hết, con xin giới thiệu cha Benedicto Phạm Tuấn, là giám đốc trụ sở Huế tại Sài Gòn, và ngài là đặc trách mục vụ di dân của Tổng giáo phận Huế. Chúng ta đón chào ngài bằng một tràng pháo tay. Và bên cạnh đây là cha Vinh Sơn Lê Phú Ngọc Trạng, chắc chắn rằng một vị rất là quen thuộc với cộng đoàn chúng ta, vì ngài là cha cựu quản sứ của Vinh Hòa. Chúng ta cũng xin chào đón ngài một tràng pháo tay nữa. Và hôm nay cũng có một số cha ở Tổng giáo phận Huế vào Sài Gòn để học và chuẩn bị để đi du học. Đó là có cha Giuse Nguyễn Văn Tiến, cha Đam Minh Nguyễn Hữu Khôi và cha Joan Bautista Lê Khoa Vi. Chúng ta chào đón quý cha. Có cha Đam Minh Trần Công Truyền nữa. Và có cha vừa đi lên đó là cha Bartolomeo Nguyễn Phúc, người con cái của Vân Hòa chúng ta. Chúng ta cùng chào đón ngài.
và cuối cùng là con là Mạc Thiêu Phan Văn Tuyên, là quản sứ Vân Hòa, cũng là lần đầu tiên đến gặp mặt tất cả anh chị em và bà con hiện diện nơi đây. Chúng ta cũng chào đón nhau bằng một tràng pháo tay. Và cũng có thêm một thầy ở Huế vào cùng học ở Sài Gòn này, đó là thầy Jacobe. Ta chào đón thầy. Và giờ đây chúng ta chuẩn bị để bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý cha, kính thưa toàn thể cộng đoàn, trong tâm tình của ngày lễ kính thánh con thầy Andre, bộ màng những người con cái đồng hương Vân Hòa hôm nay, trước hết chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa vì chính Ngài đã quy tụ tất cả chúng ta về đây trong vòng tay yêu thương của Ngài. Tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, sống ở quê nhà hay sống tha hương, tình yêu và sự quan phòng của Chúa luôn gìn giữ mọi người chúng ta. Tiếp đến, chúng ta cùng nói lời cảm ơn nhau. Cảm ơn cha trần sứ và cha phó sứ giáo sứ Thiên Ân. Cảm ơn ca đoàn và cảm ơn cộng đoàn đã chuẩn bị cho chúng ta có một thánh lễ chiều hôm nay. Và cảm ơn tất cả anh chị em bà con Vân Hòa vì sự yêu quý, vì tình thương mến đã có nhà ý mời con cũng như quý cha đến chung chia niềm vui với tất cả anh chị em trong ngày bộn màng. Đây là dịp rất tốt để bản thân con được ra mắt tất cả anh chị em, vì chắc chắn rằng đa số ở đây mới gặp con và con cũng mới gặp quý anh chị em, chỉ có một phần rất ít là có gặp. Bởi vì chúng ta dù tha hương nhưng vẫn là con cái của Vân Hòa, xa quê hương, xa giáo xứ, và cũng là dịp để anh chị em biết cha quản sứ của mình cũng như là cha quản sứ biết anh chị em. Ước mong sao qua dịp họp mặt này chúng ta được gắn kết với nhau nhiều hơn nữa, dù mọi người mọi nơi, ở quê hay thành phố, ở Huế hay Sài Gòn, nhưng trong tình yêu của Đức Kitô qua việc cử hành hiến tế thánh thể, mầu nhiệm tình yêu và sự hiệp nhất, chúng ta sẽ được quy tụ thành một đại gia đình giáo sở Vân Hòa thân thương. Mà trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn hướng về. Và kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ kính thánh Andre Tông Đồ, thánh nhân được Chúa gọi bên biển hồ Galilê, và Ngài mau mắn đáp lại tiếng Chúa qua hành động bỏ chài lưới mà đi theo người. Và Ngài cũng đã trông kiêng theo Chúa đến cùng trong sứ vụ truyền giảng tin mừng phục sinh, để rồi cùng lãnh án tử trên thập giá giống như thầy mình. Mừng lễ thánh Andre hôm nay là dịp để mọi người nhìn lại ơn gọi Kitô hữu của mình, đó là tham dự vào sứ mạng loan báo tin mừng. Sứ mạng ấy được thể hiện ngay trong bổn phận hàng ngày, gắn liền với bậc sống mà Chúa muốn nơi mọi người. Và chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho người cha quản sứ cựu của chúng ta là cha Andre trong tuổi già, và Ngài là đấng bổn mạng mà chúng ta chọn trong ngày hôm nay, cũng như chúng ta cầu nguyện cho quý cha cũng như tất cả mọi người đang hiện diện. Xin nhờ lời cầu bầu của thánh Andre, xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn được sức khỏe, luôn được dồi dào ơn thánh Chúa, và mãi mãi chúng ta là những chứng nhân tin mừng của Chúa
trong môi trường sống của mình. Với những tâm tình và ý nguyện đó, giờ đây chúng ta thành tâm thú nhận những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng cử hành màu nhiệm thánh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kinh thánh Anrê, người ngư phụ đã tin Đức Giêsu là Đấng Messia và mau mang giới thiệu cho em mình. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cùng cô niềm tin của chúng con, để chúng con cùng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài đọc: có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Bài trích từ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên cung chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa và Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng mà họ là kêu cầu đứng họ không tin. Làm sao họ tin đứng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép: đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo tin mừng. Chính ngôn sứ Isaiah đã nói: lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ, tiếng các ngài đã dồi khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Đó là lời Chúa. Tiếng chung đã vang cùng trái đất.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vả lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trước hết xin kính chào cha quản sứ Vinh Hòa đương nhiệm và cha giám đốc của trụ sở giáo phận Huế, đặc trách chi dân của giáo phận Huế và các cha đồng tế. Thì trước hết xin các đoàn chịu khó nghe dòng Huế, tại vì cha dạ dòng không được, và chính vì vậy buộc lòng cha phải chia sẻ dòng Huế. Anh chị em biết là chiều hôm nay trên công thành tạm cha, mà lúc nào mà đông cha là các cha đọc lời Chúa thì không nói, mà dạng lệ run lắm. Mặc dù cha là bàn với cha giám đốc là khóa một của chủng viện vào trường cách đây 25 năm, và chiều hôm nay đầu lễ quay qua nói với cha tiếng cha sở mới đầu lễ mà giảng cho cha từng phụ rồi anh chắc khỏe rồi, không ngờ cha sở Vinh Hòa nói hai từ mà con lấy làm hay, và con cũng cảm ơn cha. Chiều hôm nay âu là ý Chúa để con chia sẻ cùng với cộng đoàn là hai từ gia đình và tình thương. Thì xin mời cộng đoàn chúng ta cha phạt hòa một ít, và không chỉ có ngày hôm nay mà làm sao trong những thời gian sắp tới anh chị em dùng có thể lâu lâu nào mà vui vui hay buồn buồn mà vào nhà thờ thì cứ nghe ông cha Vinh Hòa năm xưa và ông cha Thường Phụ năm này chia sẻ. Chúng ta đang sống theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục là đồng hành với các gia đình khó khăn trong năm này. Và quả thật không có gia đình nào mà không khó khăn. Do đó cha chọn cái đề tài này, mà không ngờ là cha sợ nói thì cha chia sẻ tiếp luôn. Và quả thật không có gia đình nào khó khăn, và cũng chính vì vậy rất thích hợp cho tất cả mọi gia đình. Và sợ dĩ khó khăn không phải là chỉ vật chất mà cả tinh thần. Và điều mà cha chiều hôm nay muốn lưu ý tới là chính vì chúng ta không có đời sống nội tâm sâu sắc, do đó chúng ta nhìn mọi cái khổ. Nếu chúng ta có Chúa, có một đời sống nội tâm sâu sắc thì tất cả mọi chuyện sẽ tốt. Thì trước hết mời cộng đoàn chúng ta chiêm ngắm gia đình đầu tiên là gia đình Thi Chúa Ba Ngôi. Anh chị em còn học thời kỳ giáo lý căn bản đó: Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thành hóa. Thì tất cả ba vị làm tất cả những điều đó chỉ vì tình thương, chỉ vì yêu thương. Và điều mà Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Anh chị em thấy Thiên Chúa tình yêu, đặt lại tình yêu Thiên Chúa, đặt xuôi đằng ngược chứ cũng được hết. Đó, thì chính trong tình yêu đã như vậy. Và chiều hôm nay cha cũng mượn cái lời của cha Tuyên: gia đình tình thương, tình thương gia đình, đặt trước đặt sau gì được hết. Đó. Và chính từ trong gia đình tình thương này, tình yêu này, tình yêu không khép kín mà tình yêu mở,
mở hết tất cả. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ. Khi học Kinh Thánh chúng ta biết, và những trang đầu của sáng thế, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ trong 6 ngày, và cuối cùng Thiên Chúa mới dựng nên con người. Nghĩa là Chúa lo hết cho con người cả rồi, thì lúc đó Ngài mới dựng nên con người, và Ngài trao cho con người làm chủ vũ trụ. Và chúng ta cùng thấy, đầu tiên Thiên Chúa dựng nên Adam. Trời ơi, ông đừng ông ở một mình không tốt, ông ở buồn quá. Và cũng chính vì vậy mà Thiên Chúa lấy xương xương của người đàn ông tạo dựng nên một người phụ nữ là Eva. Đây xương bởi xương của người đàn ông, thịt bởi thịt người đàn ông, kể từ đây hai người nên một. Nói như vậy cho chúng ta biết Thiên Chúa rất tuyệt vời. Cái tuyệt vời, Ngài không bao giờ để cho con người cô độc một mình, mà Ngài luôn dành cho con người phải có hai hoặc có ba người. Mà gia đình đầu tiên đó là gia đình hai người. Rồi Kinh Thánh cũng kể lại, chiều chiều Thiên Chúa tản bộ, nói chuyện với ông bà, trao đổi với ông bà, hạnh phúc thiên đàng. Tình thương, từ tình thương mà có được như vậy. Biết rằng con người đầu tiên nguyên tổ đó đã không giữ lời với Thiên Chúa, nghĩa là đã không sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà bất tuân, không vâng lời, nghe theo lời dụ dỗ của con rắn, và hai ông bà đã sa ngã. Không phải là sa ngã để rồi Thiên Chúa bỏ. Trong Kinh Thánh cũng kể tiếp, Thiên Chúa hỏi ông A-dông, và con núp Chúa tại vì bà Eva mà Chúa trao cho con, đưa con trẻ cấm con ăn. Anh chị em thấy không? Không có tình thương, không đối kết với Thiên Chúa, con người sẽ đổ lỗi cho nhau. Rồi hỏi bà Eva, thưa Chúa, là vì con rắn đó, khi không có nối kết với Thiên Chúa thì con người sẽ đổ lỗi cho người khác, thiếu đi tình thương thì con người sẽ như vậy. Và Thiên Chúa không bỏ, mà Thiên Chúa hứa sẽ ban một đấng cụ thể đến để cứu chuộc con người. Đó, gia đình Thiên Chúa là gia đình tình thương, gia đình yêu thương là như vậy. Và tiếp đến là Thiên Chúa đã cho một gia đình mới. Chắc anh chị em cứ nghĩ là cha sẽ nói gia đình Nazareth chưa? Gia đình mới để chuẩn bị cho con Thiên Chúa xuống thế là gia đình ông Gioan Kim và bà Anna. Hai ông bà nèo tính theo huyết thống là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Tại vì Gioan Kim và Anna đã sinh Đức Mẹ, và Đức Mẹ được chuẩn bị để sinh đấng cứu thế. Và gia đình tiếp theo mà cha muốn chia sẻ là gia đình Nazareth, thánh cả Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu. Khi nói đến gia đình Nazareth, chắc anh chị em cũng nghĩ gia đình thánh thiện, gia đình tốt đẹp, tuyệt vời phải, mà quên đi gia đình này cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trời ơi, chưa về chung sống mà Đức Mẹ lu cái bụng bắt đầu thấy to. Trời, bây giờ mà nói thì không có chi, mà cái thời điểm đó nói thì cũng phải là chuyện dễ. Ông thánh Giuse tìm cách để mà ra đi, thì Thiên Chúa nói với ông thánh Giuse không, Đức Mẹ chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giờ như chúng ta học thì chúng ta biết, nhưng thực sự lúc sự thân nói với ông thánh Giuse chiều luôn. Thế mà ông vẫn chấp nhận, để rồi con của Thiên Chúa xuống trần gian có một gia đình đúng nghĩa, có thánh cả Giuse, có Đức Mẹ. Có chị nào ở đây là mẹ mà sinh con ngoài đồng chưa? Chắc chắn là không. Đức Mẹ sinh con ngoài đồng, thấy tội chưa? Khổ nè. Mà Đức Mẹ không rên, tại vì sao? Vì Đức Mẹ theo ý của Thiên Chúa, và Đức Mẹ sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Mời con 12 tuổi đem đến những đình thờ, lạc mất. Trời ơi, con của Thiên Chúa mà chưa lạc thì chết, Chúa hỏi thì chết. Không, thế mà hai ông bà tìm Chúa Giêsu được ở trong đền thờ. Nói một câu mà nếu mới nghe qua thì chúng ta thấy Chúa Giêsu sao mà phụ phàng vậy. Chưa dám nói là bất hiếu, sao mà phụ phàng vậy? Cha mẹ không biết là con phải lo cho cha con trên trời. Thấy chưa? Đúng là Chúa Giêsu, Ngài đã sống được từ trong một gia đình Thiên Chúa ba ngôi, chia sẻ tình yêu được như vậy. Và muốn Đức Mẹ và thánh Giuse cùng hướng về gia đình Thiên Chúa ba ngôi. Do đó tin mừng kể lại, Chúa Giêsu vâng lời Đức Mẹ và thánh Giuse về tại Nazareth. Và tiếp đến, cha cũng muốn chia sẻ thêm gia đình giáo hội. Còn thể bây giờ chúng ta thấy lịch sử giáo hội, nếu ai có dịp đọc, có dịp học, giáo hội không phải là ngày nào cũng là đẹp giống như ngày hôm nay đâu.
có những lúc bị bắt hại. Ba thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội là ba thế kỷ bị bắt hại. Rồi đối với giáo hội Việt Nam cũng vậy, trên cả 100.000 những người tự đạo mà giáo hội toàn mới tôn phong được 117 vị tự đạo của giáo hội Việt Nam. Các ngài vì đức tin, vì tình thương mà đã chấp nhận hết tất cả. Rồi có gồm hơn một chút là gia đình giáo phận Huế, chúng ta đang chuẩn bị để mừng 170 năm kỷ niệm thành lập giáo phận Huế. Thế nào anh chị em cũng có dịp mời anh chị em ra để dự cái ngày hôm đó. Giáo phận Huế không phải là cũng êm đềm nhầm với cả giáo phận khá, cũng có những lúc thăng trầm, cũng có các vị tự đạo của giáo phận Huế. Thì điều đó cho chúng ta thấy ngày hôm nay giáo hội còn là bởi vì giáo hội biết kết hiệp với tình yêu Thiên Chúa. Chính vì vậy mà mỗi ngày các linh mục lên bàn thờ để dâng thánh lễ, làm sao để cho giáo hội sống bằng chính bí tích thánh thể, bằng chính các ơn Chúa, và sống trong bầu không khí tình yêu và yêu thương. Rồi xin gom lại một chút để cho mau, tại vì sợ hết giờ. Là gia đình Vinh Hòa, ngày hôm nay cha sợ mới về, nghe có đồng hương gặp mặt, cha sợ tức tốc vào. Rồi chiều hôm nay hai người con, cha Phê-rô Quỳnh với cha Bartolomeo Phúc, con em Vinh Hòa năm ngoái mới chịu chức, chưa đi vô được, thì năm nay cũng vào với bà con Vinh Hòa. Rồi cha giám đốc mới ở Huế mới vô hôm qua thôi, 12 giờ mới tới Sài Gòn. Thì cha có mời cha Tuấn, đặc trách di dân, con em Vinh Hòa sẽ có lễ mời cha. Và các cha chuẩn bị đi du học cũng vậy, nghe cha Tuyên với cha Phúc mời tới Đồng Tế để cầu nguyện cho con em Vinh Hòa. Mấy cha đó vui vẻ tới. Và thôi kể nói mình chút, cha ở Vinh Hòa 13 năm 5 tháng, có người nói sao mà kỳ vậy trời. Rồi đi khỏi Vinh Hòa 6 năm rồi mà nghe Vinh Hòa đồng hương gặp mặt, cha nói thôi đẹp trai không bằng trái mặt. Mà cha cũng vừa đẹp trai mà vừa trái mặt, thôi kệ mình vô với con em Vinh Hòa chú. Chú biết vì Chúa là tình thương, mình sống với tình thương thì mình sợ ai hết. Chính vì vậy chiều hôm nay cha cũng vâng lời cha sợ, anh chia sẻ cho em với. Anh là thì thôi thì cũng chưa các cha ở đây thì cha còn một bằng cha Tuấn, mà cha lớn tuổi hơn cha Tuấn, nên chỉ ở đây có ai lớn hơn bằng mình. Vậy hơn nữa là vì tương lai con em Vinh Hòa nên chi cha nói dạ con vâng lời cha. Rồi anh Quang hãy anh Quang điện ra cha chia sẻ ý. À được, thực sự trong đầu, xin lỗi cha Quân nhé, trong đầu con nói là các cha dòng á, họ siêu hơn các cha triều, họ giảng hay lắm mà giảng dài nữa, mà mình giảng ít rồi giáo dân nói học ít, thôi kệ vâng lời. Thì chiều hôm nay cha cũng vậy, muốn gợi dựng kỹ ý tưởng như vậy. Và xin anh chị em gia đình Vinh Hòa ở tại Vinh Hòa hay là tại Sài Gòn, sợ gì cha nói ở tại Vinh Hòa, anh chị em biết, anh chị em nhìn lui thấy hai o cháu của chị Phương, nghe cha sợ Vinh Hòa, cha mới đón biết đi Sài Gòn gặp mặt, bỏ công ăn việc làm để vô với con em Vinh Hòa. Thì cha nói như vậy để cho anh chị em thấy được có tình thương là chúng ta làm được tất cả, mà tình thương từ Thiên Chúa thì chúng ta sẽ làm tuyệt vời hơn nữa. Tại vì khi tình thương của Thiên Chúa thì trở thành một cái tình thương vô vị lợi, không tính toán, vị tha. Do đó điều mà có thể con xin lỗi cha Quảng Sứ bây giờ là cha Tuyên cho con nói với con em chú. Mặc dầu cha đã đi khỏi Vinh Hòa 6 năm rồi, mà trời ơi hai chữ Vinh Hòa vẫn còn ở trong đầu á. Chỉ nói trong tim thì có người nói dẻo miệng, cứ trong đầu cũng được. Và trong lời cầu nguyện thì cha cũng dầu gì vẫn còn cầu nguyện cho cha sở Vinh Hòa hiện tại. Rồi và ngày hôm nay tất cả các cha sở cũng đang hướng về ngày hôm nay, các cha tiền nhiệm á, thì anh chị em hồi đầu lễ cha sở nói đó, cầu nguyện cho các cha. Và đúng vậy, chị ta cũng xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tất cả các cha sở. Và có cùng hôm nay là các cha sở đã ở Vinh Hòa rồi, cha Tuyên ở Vinh Hòa, đi thì dễ mà khó rơi lắm, cha Tuyên nghe đó. Thì chính vì vậy điều mà cha vẫn muốn
đề nghị với anh chị em Vinh Hòa, làm sao đó chúng ta sống yêu thương hợp nhất, và chính tình yêu của Thiên Chúa sẽ thăng hoa, chính tình yêu của Thiên Chúa sẽ làm cho cái tình cảm của chúng ta sẽ đẹp hơn, và chính tình yêu của Thiên Chúa sẽ giữ gìn mãi. Cha mong rằng không phải cha mà cách đây 2 năm lúc mà kỷ niệm 10 năm bố cha sẽ cứu về chia sẻ niềm vui với anh chị em đó, thì tất cả cha xin gọi gọi em lại trong 2 chữ là từ tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta làm được như vậy. Xin cảm ơn cộng đoàn. Anh chị em thân mến, Thánh Andre Tông Đồ luôn là một con người mơ ước sống cuộc đời có lý tưởng cao đẹp cho tha nhân và vì tha nhân. Vì thế Ngài đã lìa bỏ tất cả để theo Chúa, nhất là trung thành dấn thân loan báo tin mừng phục sinh cho tha nhân và hy sinh tánh mạng vì sứ vụ ấy. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúa Kitô đã thiết lập hội thánh để nhờ ơn cứu độ được loan tỏa với muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ơn xuống trên Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi thần phần dân Chúa, để cùng nhau loan truyền ơn cứu độ đến với tất cả mọi người. Ta là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta cầu nguyện xin lòng thương xót của Thiên Chúa, đoái thương tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong giáo xứ Vinh Hòa của chúng con đã qua đời, sớm được hưởng tôn nhan Chúa, và các vị còn sống luôn được an vui và bình an trong ân nghĩa của Chúa. Thánh Andre Kang đã bước theo tiếng gọi của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi gia đình trong đồng hương giáo xứ Vinh Hòa chúng ta Kang đảm tuyên xưng đức tin bằng lòng yêu mến Chúa yêu người, tha thứ phục vụ, để gia đình trở nên chứng tá tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tôi sẽ làm cho anh em trở thành kẻ chài lưới người như lưới cá. Chúng ta cầu xin Chúa cho chỗ tất cả chúng ta và nhất là giới trẻ ngày nay biết dấn thân phục vụ, quảng đài bước theo Chúa trên cánh đồng truyền giáo như Thánh Andre Tông Đồ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con đi theo Đức Kitô và trao cho chúng con một sứ mạng. Nhờ lời chuyên cầu của Thánh Andre Tông Đồ, xin Chúa cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa đã kêu gọi và trở nên chân nhân cang trường với đức tin mạnh mẽ và đức ai nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ơi đây lòng con tha thiết,
trái tim hòa bình. Con đến dâng lễ bằng với bao tâm tình hòa bình, với lòng khoan dung tha thứ, với tình yêu thương thắm thiết. Con đến dâng hiến tế, Chúa là tình yêu bao la, con nhận lễ con dâng cho, xin nhận lời. Trên body tế, Ngài chỉ nhận tâm hồn thánh thiêng. Chúa không ưa lễ dâng cao quý, nhưng chỉ ưa trái tim hòa bình. Con đến dâng lễ bằng, con đến dâng lễ bằng với bao tâm tình hòa bình. Với tình yêu thương thắm thiết, con đến dâng hiến tế. Chúa là tình yêu bao la, hãy nhận lễ con dâng cho, xin nhận lời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ nơi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương chấp nhận của lễ của chúng con dân trong ngày lễ kinh thánh An Rê Tông Đồ, và ban cho chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa. Ước chi của lễ này cũng đem lại cho chúng con trên sự sống thần linh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa đã cho hội thánh được đứng vững trên nền tảng các tông đồ, để hội thánh luôn là giáo chỉ trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người. Vì thế giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con sâu sắc trung tùng và tông hô Chúa rằng: Anh, Chúa là Thiên Chúa đang đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đức. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hạnh, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn,
Vì này là mình thầy sẽ bị nộm vì các con. Cùng môn thề thân ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vân cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đất men, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse và các giám mục phụ tá chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sông lai và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Andre và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phong cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con đi gieo niềm tin mới, con hãy như thấy
tiếng dâng cho Ngài. Niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây, hăng say theo bước chân của Ngài. Chúng kiên làm chứng nhân nước trời. Hát lên hạnh phúc cho mọi người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, học phố và ngã xanh nổi đường, để tìm lại những tình thương quá khứ yêu vô trong muôn lòng. Cho quên đi những sầu thương, Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. Ngày nay Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài. Niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài. Chúng kiên làm chứng nhân nước trời. Hát lên hạnh phúc cho mọi người. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói. Nhưng ai đâu đến với họ để hát niềm hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Ngày đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài. Niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài. Chúng kiên làm chứng nhân nước trời. Hát lên hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hiệp thông với bi tất thân thể. Xin cho bi tất này tăng thêm sức mạnh cho chúng con. Nhờ đó chúng con có thể noi gương thân Andre vang thập gia mình đi theo Đức Kitô và được vào thiên quân hưởng vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa Cha Giáo Xứ Thiên Ân, Cha Phó, Quý Tu Sĩ cùng Ban Điều Hành Giáo Xứ Thiên Ân, con xin thay mặt Hội Đồng Hương Giáo Xứ Vinh Hòa xin cảm ơn Cha Trần Sứ đã thương và cho phép chúng con được hiệp dân thánh lễ tạ ơn trong ngày lễ kính thánh Andre Tông Đồ. Bộ mạng Hội Đồng Hương chúng con xin chân thành cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, lời cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse cùng thánh Andre Tông Đồ đổ muôn vàng hồng phúc xuống trên quý gia, quý tu sĩ nam nữ cùng quý bà con trong giáo xứ Thiên Ân. Trong kính Cha Chủ tế Matthew, Cha Benedicto, Giám đốc Mục vụ Di dân Tổng giáo phận Huế, quý cha đồng tế, thật là một vinh dự lớn lao cho đồng hương chúng con khi được quý cha dành thời gian quý báu vào đây với chúng con để hiệp dân thánh lễ tạ ơn. Trong ngày quang thầy thánh lễ Andre bộ mạng đồng hương giáo xứ Vinh Hòa, trong tình yêu thương của quý cha, chúng con chỉ biết dâng lời cảm ơn. Nguyện xin Thiên Chúa mẹ Maria, thánh cả Giuse cùng thánh Andre Tông Đồ độ muôn hồng ân xuống trên quý cha được nhiều sức khỏe, trí lực dồi dào. Chúng con cũng không quên thánh Andre Tông Đồ độ nhiều ân phúc xuống trên cha Andre Nguyễn Văn Phúc,
quý vị nhận Thánh Angre làm con thầy. Qua đây chúng con xin quý cha, quý tu sĩ, quý bà con đồng hương tiếp tục đồng hành và hướng dẫn thật nhiều hơn nữa cho chúng con, để chúng con vững bước trong niềm tin yêu của Thiên Chúa. Kính thưa quý khách, quý bà con đồng hương, tôi xin thay mặt ban điều hành cảm ơn quý khách, quý bà con đồng hương đã bỏ thời gian quý báu quy tụ về ngôi thánh đường này để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên giáo xứ Vinh Hòa còn sống cũng như đã qua đời. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bồi hầu cho quý khách, quý bà con đồng hương. Qua đây tôi xin thay mặt Hội đồng hương giáo xứ Vinh Hòa cảm ơn sự hiệp thông ca đoàn Martino, ban lễ sinh và âm thanh ánh sáng và ban truyền thông. Nguyện xin Thiên Chúa Mẹ Maria, Thánh cả Giuse trả công bồi hầu cho quý vị. Một lần nữa, trong tâm tình tri ân, con xin cảm ơn cha chủ tế, quý cha đồng tế, quý khách và quý bà con. Chúng con xin dâng lên quý cha những tâm tình yêu thương, và chúng con xin hết lòng cảm tạ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Love.